bây giờ là đi, bây giờ là nước nước rút rồi, bây giờ mình bây giờ là đi ra Hòn Bà cúng nha mọi người. Đây nãy là nước nước lớn lắm, một ngày là nước chỉ rút có 2-3 tiếng đồng hồ để mình đi ra ngoài đó mình cúng thôi. Là mình coi cái lịch là từ 8:30 sáng rút cho tới 11:30 trưa là cúng xong, tranh thủ vô lại chơi tí xíu ra, để tí xíu nước lên lại là không có vô bờ được, đi ra đây cúng. Con đường độc nhất vô nhị đó. Dạ. Lê mạng đó, con đường độc nhất vô nhị. Đây đi với chú này là chú lau dọn quét dọn trong chùa, trong miếu. Này là miếu Hòn Bà ở Vũng Tàu nha mọi người.